chúng ta sẽ đi sang bài 17 các em nhé. Trong buổi lý hôm nay chúng ta sẽ giải bài 17, 18. Tại vì cái toán lớp 9 này thầy nói các em nó cực kỳ khó và nó cực kỳ dài, nên chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Thầy sẽ giải nó chi tiết cho mà đi nhanh. Các em muốn ra kết quả thì nó nhanh không, nhưng quan trọng chúng ta có hiểu hay không. Đó nè. Như vậy trong buổi lý hôm nay chúng ta tiếp tục đi sang bài 17 sau. Tìm ít biết. Ok, ta đi sang bài 17A nha. Tìm ít biết câu A. Căn bậc 2 của 9x mũ 2 sẽ bằng 2x cộng 1. Đó nè. Như vậy thì ở đây các em thấy này, ta phải xử lý ở trong căn đây, cái số 9 này trở thành số bao nhiêu em? Ta đưa trở thành là 3 mũ 2 nhân x mũ 2 thì chúng ta lòng vô, trở thành là 3 nhân x tất cả mũ 2, sau đó chúng ta đưa về giá trị đối. Khi mà giải phương trình chứa dấu giá trị đối thì chúng ta bắt buộc phải chia thành hai trường hợp. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Ta tương đương căn bậc 2 số 9 này thầy viết trở thành 3 mũ 2 nhân x mũ 2 thì làm rất là chậm nha. Chậm thì các em thầy hiểu được. 3 nhân 3 mũ 2 nhân x mũ 2 thì chúng ta lòng vô trở thành một căn, trở thành lại 3 nhân x tất cả mũ 2 bằng 2x cộng 1. Ok. Như vậy chúng ta tương đương tiếp mũ 2 với căn ta đưa về giá trị đối. Đây. 2x cộng 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chia trường hợp ra. Ở trường hợp này, như vậy thì nó là dương với âm. Nếu như 3x lớn bằng 0 thì cái này bỏ ra và chúng ta không thêm dấu trừ. Còn nếu 3x mà nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ thêm dấu trừ đằng trước. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta có là vì giá trị đối của 3x sẽ bằng là gì? Nó trường hợp thứ nhất là trở thành 3x. Nếu 3x này lớn bằng 0 thì chúng ta tương đương x này nó sẽ lớn bằng 0. Tại vì 0 chia 3 thì x nằm lớn bằng 0, được chưa nào? Âm 3x nếu gì? 3x này nhỏ hơn 0, ta tương đương x này sẽ nhỏ hơn 0. Ta chia thành trường hợp dựa theo cái chia này để chúng ta làm. Cái trường hợp 1, trường hợp 1 chúng ta đó chính là 3x lớn bằng 0 thì chúng ta tương đương là x sẽ lớn bằng 0. Như vậy thì chúng ta để đối chiếu cái nghiệm này để chúng ta lấy. Hả nào? Như vậy thì cái trường hợp 1 thì chúng ta bỏ giá trị đối ra trở thành 3x sẽ bằng 2x cộng 1. Được chưa các em? Ta chuyển cái 2x này qua trở thành 3x trừ 2x sẽ bằng 1. Như vậy ở đây 3x trừ 2x thì còn 1x là x bằng 1. Như vậy đối chiếu với cái điều kiện x lớn bằng 0 thì x bằng 1 này là thỏa mãn ha, chúng ta ghi chữ lấy này. Được chưa nào? Cái trường hợp 2, ta có 3x nhỏ hơn 0 thì tương đương ở đây x nhỏ hơn 0 nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có là bây giờ khi nó nhỏ hơn 0 thì chúng ta phải thêm dấu trừ trước này, bỏ dấu giá trị đối ra thì thêm dấu trừ đằng trước ở đây. Rồi trừ 3x sẽ bằng 2x cộng 1. Ok. Như vậy chúng ta chuyển đây qua, trừ 3x sẽ trừ 2x sẽ bằng 1. Như vậy trở thành đây trừ 5x sẽ bằng 1. Như vậy chúng ta suy ra x này sẽ bằng âm 1 phần 5. Mà đây là người ta nói là x nhỏ hơn 0, mà đây x bằng âm 1 phần 5, chứng tỏ cái đây cũng lấy. Các em hiểu nào? Nó đều thỏa mãn hết. Như vậy thì chúng ta kết luận vậy x bằng 1 hoặc là gì? X bằng âm 1 phần 5. Đó nào? Đó, ok. Mười bảy câu A nha. Ta hiểu nè. Này giống như ở lớp 8 giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối đấy các em. Bạn nào mà yếu phần này thì vào năm lớp 8 để xem lại cái cách giải của thầy cũng giống như này thôi, rất chi tiết.
Rất dễ hiểu. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang câu B nha các em nha. Mười bảy B. Căn bậc 2 của x mũ 2 cộng 6x cộng 9 sẽ bằng 3x trừ 1. Được chưa? Như vậy thì đây chính là hạng thức số mấy em? Đây chính là hạng thức thứ nhất. Hả nào? Chúng ta đưa về trở thành hạng thức thứ nhất thì tới lớp 9 thì chúng ta chắc là vẫn rồi. Trở thành x cộng 3 tất cả mũ 2 bằng 3x trừ 1. Mũ 2 vì căn này chúng ta tiếp tục đưa về là gì? Giá tuyệt đối của x cộng 3. Và chúng ta giải tương tự giống như cái bài A hồi nãy ở đây. Các em hiểu chưa nào? Thì ở đây chúng ta đưa ra hai trường hợp vì giá tuyệt đối của x cộng 3 nếu như nó bằng chính nó là x cộng 3. Nếu x cộng 3 này như nào lớn hơn bằng 0, chúng ta tương đương x ở đây lớn hơn bằng âm 3. Ngược lại nếu âm, các em ghi như này là sai này. Các em phải có đóng mở ngoặc nha. Nếu x cộng 3 này nhỏ hơn 0, ta tương đương x sẽ nhỏ hơn âm 3. Đó, các em hiểu nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta ghi là trường hợp thứ nhất. Trường hợp 1 đó chính là x cộng 3 này lớn bằng 0, nên ta tương đương là x lớn bằng âm 3. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Cái này bỏ ngoặc ra và chúng ta không thêm cho trừ, nhưng mà chúng ta có x cộng 3 sẽ bằng 3x trừ 1. Ta chuyển vế đổi dấu nhé. Ta chuyển x này vào đây và chuyển âm 1 vào đây. Như vậy thì trở thành là 3 cộng 1. Âm chuyển vào dương này, 3x. Đây cộng x thì chuyển thành trừ trừ x. Như vậy thì ở đây chúng ta có là 4 sẽ bằng 2x. Suy ra x này sẽ bằng 4 chia 2 thì sẽ bằng 2. Như vậy thì đây lấy này, tại vì đây x lớn bằng âm 3. Các em hiểu nào? Ta có cái trường hợp 2. Như vậy ta có x cộng 3 nó nhỏ hơn 0, nên tương đương x nó sẽ nhỏ hơn âm 3. Như vậy thì chúng ta cũng có là khi ấy thì ở đây đặt cho trường trước, chúng ta bỏ ngoặc ra trở thành là trừ x trừ 3 sẽ bằng là 3x trừ 1. Ở đây trừ x trừ 3 thì chúng ta chuyển cái, không là chuyển cái 3x này qua, trừ 3x trừ x sẽ bằng trừ 1, chuyển cái số 3 này qua, cứ chuyển với là đổi dấu, chuyển số 3 này qua đây thì trở thành cộng 3. Trừ 4x bằng 2 đây. Như vậy chúng ta suy ra 2 chia cho âm 4 sẽ bằng âm 1 phần 2. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là x mà nhỏ hơn âm 3 mà âm 1 phần 2 nghĩa là bằng âm 0,5. Như vậy thì nó có thỏa mãn điều kiện hay không em? Cái này loại, tại vì ở đây là x nhỏ hơn 3 mà đây là x bằng 0,5 thì chứng tỏ loại, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta kết luận vậy x ở đây bằng bao nhiêu em? X bằng 2. Đó nào, là nghiệm của cái bài này phải x bằng 2. Xong. Như vậy chúng ta chỉ lấy được một nghiệm x bằng 2 này thôi nha. Các em thấy chưa nào? Thầy giải rất là chi tiết và rất là gọn gàng các em ạ. Chứ không chẳng có gì ấy cả. Thấy chưa? Đó, ok. Nếu mà quá trình xem mà cảm thấy hay, dễ hiểu thì các phụ huynh và các em đăng ký vào khóa học nha. Ok, rồi. Chúng ta sẽ đi sang cái bài 17C nhé. Ta muốn ghi chép thì bấm dừng lại nha. Rồi, chúng ta đi sang bài 17C nhé. 17C nha em. Như vậy thì căn bậc 2 của 1 trừ 4x cộng cho 2x mũ 2 4x mũ 2 bằng 5. Như vậy thì cái bài này chúng ta cũng làm tương tự giống như câu B. Thì đây chính là hạng thức số mấy nha? Đây chính là hạng thức số 2 đó nè. Thì cái việc hạng thức tới bây giờ năm lớp 9 thì các bắt buộc phải
phải cực kỳ vững và rành rồi đúng không nào? Như vậy chúng ta đưa trở thành là 1 trừ 2 x tất cả mũ mũ 2 bằng 5. Và bài này mũ 2 với căn chúng ta đưa về giá trị đó của 1 trừ 2 x bằng 5. Được chưa nào? Và bài này chúng ta giải tiếp tục giống như câu A và câu B, chúng ta cũng thành chia thành hai trường hợp. Các em có hiểu không? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi vì giá trị đó của 1 trừ 2 x sẽ bằng, ở đây là trở thành 1 trừ 2 x nếu như các em 1 trừ 2 x này nó sẽ lớn bằng bằng không, tí nữa xuống thầy sẽ ái trường hợp sau cũng được. Bằng nhớ đặt dấu trừ đằng trước, hãy mở ngoặc ra 1 trừ 2 x nếu 1 trừ 2 x nó nhỏ hơn không nha. Bây giờ chúng ta sẽ có trường hợp 1. Trường hợp 1, như vậy thì bây giờ nó bằng là gì? Trường hợp 1 chúng ta là 1 trừ 2 x nó sẽ lớn bằng 0. Chúng ta tương đương, chúng ta chuyển qua 1 lớn bằng, qua đây là 2 x đổi dấu, thì tương đương ở đây x nó nhỏ hơn hoặc bằng là 1/2. Cái này để là điều kiện để chúng ta lấy nghiệm này. Thôi nào, như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Khi mà nó có thỏa mãn điều kiện này rồi thì cái giá trị đó thì bỏ ra, chúng ta không đặt dấu trừ đằng trước. Như vậy thì ở đây chúng ta có 1 trừ 2 x nó sẽ bằng 5. Thôi nào, như vậy thì ở đây chúng ta giữ âm 2 x ở đây, 5 ở đây, chúng ta chuyển số 1 ở đây đổi dấu, giữ âm 2 x, 5 trừ 1 đây là bằng 4, suy ra x ở đây sẽ bằng là gì? 4 chia cho âm 2 thì sẽ bằng âm 2. Các em hiểu nào? Như vậy x bằng âm 2 ở đây, mà x ở đây nó nhỏ hơn hoặc bằng là 1/2 thì chứng tỏ cái này loại lấy, cái này lấy thỏa mãn. Các em ghi thỏa mãn cũng được mà lấy cũng được, hiểu nào? Cái trường hợp 2, trường hợp 2 của chúng ta đó chính là gì? 1 trừ 2 x nó nhỏ hơn 0. Chúng ta tương đương nó, 1 này sẽ nhỏ hơn 2 x nên ta tương đương là gì? X này nó sẽ lớn hơn 1/2. Có đường các em? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có là, như vậy thì bây giờ chúng ta đặt dấu trừ đằng trước, 1 trừ 2 x sẽ bằng 5. Như vậy chúng ta mở ngoặc, bỏ ngoặc và đổi dấu, đổi dấu thì trở thành trừ 1 cộng 2 x sẽ bằng 5. Như vậy thì 2 x sẽ bằng 5, chuyển cái trừ 1 này qua thành cộng 1. Như vậy thì 2 x sẽ bằng 6, suy ra x ở đây sẽ bằng 6 chia 2 sẽ bằng 3. Như vậy ở đây chúng ta cũng là lấy. Hả nào? Như vậy chúng ta kết luận vậy. Vậy x sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng âm 2 với lại là x sẽ bằng 3. Đó. Các em hiểu không? Bài này chúng ta giải như thế nhé. Các em thấy có hay và dễ hiểu không nào? Rất là hay và dễ hiểu đúng không các em? Đấy thì chúng ta đăng ký vào khóa học nha. Thầy thực sự là thầy đã bớt thời gian cực kỳ nhiều để mà thầy quay cho các em đấy. Thầy thấy là lớp 6, lớp 7, lớp 8 có rồi, nhưng mà lớp 9 chưa có thì thầy cũng thấy tội các em. Bây giờ có 200.000 rồi mà, các em mua ở đâu mà cho có, đúng không em? Đó, mà nó chất lượng đến như thế này đó. Nên là thầy dạy đúng cái bản chất, đúng cái tâm của thầy luôn á. Sách giáo khoa thì hoàn toàn miễn phí rồi, thì thầy dạy ở đây thì nó cũng không chẳng đáng bao nhiêu. Các em coi như là góp một tí đỉnh thôi ha. Mà chúng ta cũng được bài, mà thầy nói với thầy dạy như này thầy mệt muốn chết luôn chứ. Nhiều lúc công việc con cái thầy bỏ qua bên luôn, toàn là thầy giao lại cho cô hết. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 17D nhé. Ta có 17 câu D nhé. Ta có căn bậc 2 của x mũ 4 bằng 7. Đó nào. Như vậy thì ở đây các em thấy mũ 4 này chúng ta nên đưa về và trở thành mũ 2. X mũ 2 tất cả mũ 2. Đó. Mũ 2 với căn này trở thành giá trị đó của 2, của x mũ 2. Như vậy thì ở đây các em thấy là nó sẽ trở thành x mũ 2 bằng 7. Vì sao nào? Vì x mũ 2 này nó luôn luôn lớn bằng 0. Được chưa nào? Như vậy thì x mũ 2 bằng 7 thì chúng ta suy ra x
này sẽ bằng bao nhiêu? Căn bằng 2 của 7 và x bằng âm căn 2 của 7. Được chưa nào? Vậy x bằng căn 2 của 7 với lại là x bằng âm căn 2 của 7. Xong. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 18 các em nhé. Rồi chúng ta có đi sang bài 18 em. Phân tích thành nhân tử. Như vậy ở đây chúng ta có câu A. Phân tích thành nhân tử thì ở cái chương trình lớp 8 chúng ta làm khá là nhiều. Nó tổng hợp tất cả các cái phương pháp, ví dụ như hàng đẳng thức, hoặc là nhóm, không nào, hoặc là đặc thừa số chung, không nào. Thì ở đây câu A các em thấy là x cộng 2 trừ 7. Thì ở đây các em thấy nó là hàng thức số mấy các em? Nếu như ở đây mà có mũ 2, chúng ta làm nó có dạng là A mũ 2 trừ B mũ 2 thì nó chính là hàng đẳng thức số mấy? Nó đó chính là hàng đẳng thức số 3. Như vậy thì cái số 7 đây này, chúng ta sẽ đưa nó trở thành có mũ 2 bằng cách nào? Bằng cách đó chính là gì? Chúng ta thêm căn và thêm mũ 2 bên ngoài, không nào. Thì đây nó sẽ bằng là x mũ 2 trừ cho 7 thêm căn này, thì ở đây có mũ 2 bên ngoài đây, thì nó sẽ bằng trở thành hàng thức số 3, trở thành là A trừ B nhân A cộng B, phải nào. Như vậy thì chúng ta có là x cộng căn 2 của 7 nhân cho x trừ căn 2 của 7. Đó, các em có hiểu không? Như vậy là xong rồi đấy. Như vậy câu B, x mũ 2 trừ 2 căn 2 của 2x cộng 2. Thì ở đây các em nhìn thấy là đây chính là hàng thức thứ mấy các em? Đây chính là hàng thức thứ hai. Trong đó A của chúng ta chính là x, B của chúng ta đó chính là gì? Căn bậc 2 của 2 này. Như vậy cái số 2 này thầy sẽ viết trở thành là 2 căn bậc 2 tất cả mũ 2. Thì thầy sẽ đưa về trở thành là x trừ căn bậc 2 của 2 tất cả mũ 2. Đó. Đó chính là hàng thức số 2. Câu C, x mũ 2 cộng 2 căn 2 của 13 x cộng cho 13. Thì cái bài này các em làm tương tự, nhưng mà đây chính là hàng thức thứ mấy các em? Hàng thức thứ nhất, tại vì nó có cộng không à. Như vậy thì nó bằng là x mũ 2 cộng 2 nhân cho x cộng căn 2 của 13 này. Thì chứng tỏ số 13 này đó chính là căn bậc 2 của 13 tất cả mũ 2. Thì chúng ta đưa về trở thành là x cộng 10 căn bậc 2 của 13 tất cả mũ 2. Đó. Đó chính là cái bài 18. Các em hiểu nào? Như vậy thì đây chính là một clip học thử nữa ở trong cái bài số 2. Nó rất là dài và rất là khó. Các cái bài đòi hỏi chúng ta phải có trình độ cơ bản rất là cao, thậm chí là khá giỏi thì chúng ta mới làm được hết tất cả các bài này. Thầy tin chắc là như vậy. Thầy giải mà thầy nói cái bài số 2 này tới 4 clip các em mà thầy giải đấy. Mà mỗi clip toàn là mười mấy, hai mấy phút thôi. Nếu mà cộng lại là riêng cả cái bài số 2 này thì buộc thầy giải hết, tổng cộng là trên cả tiếng đồng hồ các em, gần tiếng rưỡi. Đó. Như vậy thì các em cảm thấy hay và dễ hiểu, quý phụ huynh cũng vậy, thì sẽ đăng ký vào khóa học, và các khóa học thầy cũng có để ở trên video luôn. Thì thích cái khóa học nào thì đăng ký khóa học đó, được chưa nào? Hoặc là đăng ký cùng một lúc luôn cũng được. Ok. Xin chào lại các em trong các clip tiếp theo nha. Học thử á.